à xin chào tất cả các bạn trên tay của mình thì đang có một cái bầu cây uh, kim quýt các bạn à, kim quýt này thì nó cũng già lắm mà mình uh, mình dâm nó trong cái bầu nhỏ mình bỏ lâu quá ra nó cũng không có được phát triển mình mới có nhổ nó lên mình trồng nó lại đây thì uh, ở đây mình có một cái chai các bạn à, cái chai này thì hôm nọ mình có đi ra cái chỗ chợ đồ cũ mình <laughs> Mình gặp cái chai này cũng coi là cái, cái chai mà cắm qua gì mà bằng à, bằng sứ thì nó cũng xưa đó này nó giống như cái bình hơn là cái qua cái, cái, cái chai mà. bình cắm qua nhưng mà người ta làm cái kiểu dài thôi đó thì bây giờ cái bộ rễ của cái cây uh, kim quýt này thì nó lòng hoằng nè đó ý định của mình thì muốn làm một cái cây đổ mà đổ treo đó các bạn đó, tự ở trên cái miệng mà nó treo toàn tan xuống ha, thì mình thấy cái cái bộ rễ này thì có thể mình làm cái đỗ treo thì nó cũng lạ các bạn. thứ hai nữa là cây kim quít này thì cái cành nhánh nó rất là già, bởi vì khi mình trồng trong cái vỏ thì mình bỏ lâu lắm rồi, Đó, để lâu lắm mà thành ra là cũng không có chăm sóc, nữa. Đó, thành ra cái cành nhánh nó rất là già các bạn. Đó, các bạn thấy kim quít thì bản thân nó thì nó lên nó phát triển chậm, rễ nó cũng vậy thành ra nó rất là già. Đó, thì mình thấy nó thích hợp vô cái cái bình này nó cũng hơi cái chai này nó cũng hơi cổ cổ nữa các bạn. Thì mình lợi dụng cái bộ rễ dài này nè, Đó, mình cho nó vô trong cái chai phân nửa rồi còn phân nửa mình cho nó ở trên cái miệng chậu của bạn. Cảm giác nó chiêu liêu ha. Đó, nó đổ xuống mà nó đổ tồn tan xuống rồi à, này cũng có người người ta gọi là đổ treo đó. thì sau khi mình đưa nó vô trong cái bình đó, thì nó vậy nữa mà. đó các bạn thấy có lạ không à, những cái rễ mình cho nó ở trên luôn đó thì cái cây này thì mình làm cho nó ý tưởng của mình là làm sao mà cái tán của nó các bạn cái tán của nó như là một tán nó rất là thiên nhiên ha mình uống làm sao mà cho nó nó thiên nhiên quá ạ bây giờ mình cho nó ôm sát vô cái bình xong rồi nó lật cho ra cái tán này nè nó đang xuôi xuống rồi mình lật cái tán lên thôi đó bây giờ mình dùng cái cọng nhôm mình cố định nó vô trong cái thân của cái chai ha rồi mình uống nó ra đó các bạn thấy cái cái bình này nó giống như là một cái cái bình hay là cái chai các bạn người ta để người ta cắm qua hay là người ta để trang trí nó bằng gốm các bạn nhưng mà mang nó mang rạng cái này thì mình thấy nó cũng xưa rồi này, đồ cũ các bạn này hôm nọ hôm nọ mình lại cái chỗ cái chỗ mà mà đường phạm văn đồng đó các bạn à, cái đường mới phạm văn đồng đó, thì mình thấy có ven đường người ta có bán cái đồ cũ nhiều lắm gần gần ở chỗ cái cầu à, bình triệu của bạn cầu bình lệ chứ à, gần cầu bình lệ cái đoạn đó thì thấy người ta bán đồ cũ rất là nhiều mà. mấy bạn nào ở sài gòn thì có thể đi cái đường đó thì có thể mình ghé à, à, mình gặp những cái chai lọ gì đó cũ cũ cổ cổ, cổ, cổ gì đó mình có thể mua trồng con sai nó cũng lạc các bạn hôm nọ mình cũng mua được mấy cái ha đó các bạn thấy cái chai này thì nó cũng lạ thì khi mà mình đưa cái cây thì vô nó đổ treo xuống thì mình dùng cái tán này nè cái tán của cây này nó cũng già sẵn thôi, các bạn kim quýt thường thường thì nó nhìn nó rất là già cỗi cành nhánh nó khẳng khiệu ha thì mình có thể mình đưa vô mình làm cái tán thiên nhiên các bạn cảm giác của cây này thì nằm trên chất đá ha nó chỉ bám vô phần trên đá trên chất đá thôi rồi nó thòng xuống thành ra mình làm làm sao mà cho nó treo toàn tay chừng nào thì à, nó mới uh, càng hay các bạn nó lợi dụng cái bộ rễ dài của nó bung ra ngoài luôn thì đối với những cái cây mà mình làm mà vô cái chậu nhỏ gì thì nó cũng hơi khó chăm sóc một tí này mình nói hơi thôi chứ không có đến độ khó các bạn nó cũng đến độ khó đâu đó sau khi mà mình trồng nó xong như vậy nè thì mình có một cái cách chăm sóc đặc biệt cho nó thôi à, khoảng à, 10 ngày một tuần à. 10 ngày đến 2 tuần đó các bạn thì à, sau khi mình làm xong như vậy thì một ngày ha một ngày các bạn dùng bình xịt xịt nó nhiều lần các bạn ít nhất cũng phải từ hai lần các bạn ơi quan trọng là buổi trưa ha buổi trưa nắng nó nóng mình để trong nhà trong mát thì mình à, mình dùng cái bình xịt mình xịt cho nó vừa tưới cho nó ẩm vừa, vừa xịt luôn các bạn đó, thì mình giữ ẩm cho nó thì nó mới sống được nha mà chứ khi mình nhổ trụi ra mình đưa vô cái chậu nhỏ thế này thì nếu mà mình làm không kỹ thì nó sẽ chết hoặc là nó chết cây luôn hoặc là nó chết nhánh các bạn đối với cây quốc thì nó khó khó sống nữa thành ra mình nên xịt giữ ẩm nó hàng ngày ha đó, sau khi mà nó đâm đọt lên đó, thì lúc đó thì mình à, đỡ cái công xịt cũng được cái đầu tiên mình nên xịt xịt giữ ẩm nó các bạn này thì nó mới có thể sống ha sau khi nó sống mạnh rồi thì mình đưa ra nắng thì có thể một ngày mình cho nó ở ngoài nắng một ít thôi các bạn chứ cũng không nên để nắng quá ha. nắng suốt ngày thì có thể cái chai này nó không đủ cái cái độ ẩm các bạn nó khô thì làm cho cây nó khăn càng cỏi thì nó sẽ dễ bị chết nhánh đó, khi mình chăm sóc nó thì có thể mình để ngoài máy hiên ha đó, bằng trước khi nhà hoặc là ngoài ban công thì có thể nắng một ngày vài tiếng đồng hồ thôi các bạn chứ không có để nắng quá thì có thể cái cây nó khó sống thôi nó đơn giản như thế các bạn thì cái cây mình làm nãy giờ nó đã hoàn chỉnh rồi các bạn xem coi sao có thể góp ý cho mình ha đó thì để hôm nào mình có một cái bài mình làm cái cách chăm sóc cho cái cây bonsai nhỏ mini được các bạn à, rất là dễ thôi chứ không có đến nỗi mà khó lắm đâu các bạn à, mình nghĩ là không không khó lắm thì cái thú chơi mà các bạn thấy cái thú chơi bonsai thì à, nếu mà mình à, chịu khó à, thì mới có cái cách để mà cái cái để mà chơi các bạn chứ mà nếu mà mình mình, à, mình trồng xong rồi bỏ nó ra con trời đó, thì nó cũng không phải là chơi các bạn chơi thì phải chăm sóc ha, mặn mò rồi phải mà, cắt tỉa ha à, có thể nó là, là một ngày ngắm nghía cầm lên ngắm nghía nó thì mới là chơi cho các bạn chứ nếu mà mình chơi mà trồng <laughs> xong rồi luyện đó thì nó cũng không phải là xấu vui các bạn. Đó, thành ra các bạn nghĩ là khó đó thì những cái cây mà khó theo mình nghĩ thì mình hiện giờ mình đặc biệt mình thích nhất những cây khó các bạn. Cây mà khó chăm sóc ha, khó làm thì mình lại thích. <laughs> Bởi vì đó là nó mới thỏa mãn cái trí tò mò của mình các bạn. À, cái mà mình đam mê. Đó thật sự các bạn đam mê á, nếu các bạn thật sự đam mê về cái cây bonsai thì rất là thích những cái gì mà khó khăn trong cái cây bonsai à, nó mới à, nó mới đưa cho mình những cái sáng tạo ở trong đó đó các bạn nó à, thì à, cái cây của mình à, khi làm á, thì à, nó cũng hơi đầu tiên làm nó cũng hơi khó bạn có gì nhổ lên rồi à, đưa vô cái chậu cái bình nhỏ thế này thì cuối cùng cái tác phẩm của mình nó cũng đã hoàn chỉnh à cũng không có gì gì khó ha à, chỉ sợ uh, lòng không bền thôi <laughs> thành ra sau khi cái cây mình đã làm hoàn chỉnh thì nói vậy nè các bạn à, các bạn uh, có thể ngắm và cho mình một cái uh, lời nhận xét ha à. Nói chung uh, thì uh, Một cái cây uh, mà mình muốn làm cho nó đẹp và uh, một trong một cái, cái thời gian mà nhất định như thế này uh, thì thật sự uh, thì uh, nó cũng uh, hơi khó các bạn chứ không phải dễ Đó. đòi hỏi phải có cái kinh nghiệm rồi đòi hỏi phải có cái <laughs> cái sở trường nữa các bạn ơi thành ra là khi mà mình lên đây mình làm những cái video mà à, những cái cây mà tốc hành như thế này nè tức là nhổ cây lên bỏ vô chậu uống ra những cây mà nhìn thấy nó bắt mắt liền thì cũng được tất cả cái cộng đồng mạng tất à, à, cả những anh em à, ủng hộ mình à, thì à, thì cũng tiện đây mình à, thực sự cũng không biết nói gì hơn là à, cái lời cảm ơn thôi Đó. mình à, thực sự cảm ơn rất là nhiều tất cả những à, à, bạn bè ha anh em à, các cháu à, đặc biệt là có rất nhiều cháu trong đây trong cái kênh youtube của mình rất là thích cái cách làm của mình mà không biết nói gì hơn là mình xin à, à, chân thành cảm ơn tất cả các bạn cô chú anh chị ha rồi cũng như các cháu đã quan tâm theo dõi cái video cũng như là cái kênh của mình trong suốt cái thời gian qua đó thì ngày hôm nay mình cũng làm một cái cây nó cũng như mỗi ngày các bạn đó, cũng nhổ cái cây lên ha rồi cũng uống ra một cái cây đó vấn đề đặt ra ở đây thì mình à, thực sự thấy à, làm thì nó cũng hơi đơn giản cũng rất là dễ nhưng ở đây cái mà mình các bạn có để ý là mỗi một cái video thì mình cố gắng mình làm cho nó khác đi à. thành ra cái khó nằm chỗ đó các bạn ví dụ giờ đưa cái cây như vậy nữa mình làm gì nữa thì thì nó đối với mình nó quá dễ các bạn nhưng ở đây thì các bạn ấy, thì nói làm sao làm gì đó cho các bạn xem nó lạ nó mới lạ nó mới nó lạ các bạn <laughs> cái mới với cái lạ hai cái nó nó rất là khó cho mình ơi. thành ra có có đôi khi nha, có đôi khi mình làm nó cũng những cây nó cũng không có được đẹp lắm nó cũng không có à, các bạn thỏa mãn được cái đam mê của các bạn lắm thì các bạn cũng thông cảm cho mình bởi vì các bạn biết mỗi ngày mình làm ra một cái video của các bạn nha. các bạn thấy 360 ngày thì có 360 cái video thì các bạn có thể nghĩ <laughs> tưởng tượng được là mình làm sao mà nó không trùng lấp không các bạn làm sao mà à ý tưởng nó ở đâu ra các bạn? <laughs> quá thì khó các bạn ơi. Ha. đó thành ra các bạn nên thông cảm cho mình ha. Có lúc thì cũng có những cái video nó không được hay lắm. Thành ra là ba ba trăm sáu mươi ngày các bạn ơi. Đó, mỗi ngày thì các bạn đi, mỗi ngày mình có một cái video đó. À, mong các bạn xem video thì cũng thông cảm cho mình, ủng hộ cái kênh của mình. Con cũng có lúc cái gì cũng phải có sai sót các bạn. Có lúc thì mình có khi mà lên đây thì chia sẻ có lúc thì nói cái cách nói thì có lúc thì cũng cũng mình nói nó cũng không có được hay lắm hay hoặc là cũng cái lời nói mà các bạn thì cũng mong các bạn là xem thì nếu mà ủng hộ mình thì cũng nên bỏ qua cho mình đó. cũng có cái thì đâu có cái gì mà nó nó được hết các bạn cũng có cái được cái không ha đó cái vấn đề ở đây thì cái tâm quyết của mình các bạn, các bạn để ý thấy từ đầu mà mình đăng video tới ngày hôm nay thì hoàn toàn là ở cái tâm của mình các bạn ơi, lúc nào cũng muốn chia sẻ ha, không có lúc nào mà mà không muốn chia sẻ hết, cái gì biết được cái gì mà kinh nghiệm được thì lúc nào mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các bạn để có cái cách mà mình chơi được cái cây bonsai cho riêng mình thì một chút tâm tư tình cảm muốn nhắn nhủ cùng các bạn ha thì cái video của mình kết thúc cũng nãy giờ nhưng mà nói nhiều quá <laughs> mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình à, các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ mọi người cùng xem ha nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình các bạn ơi rồi à, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều mà anh tin đó trả lại bao nhiêu Đời em là cả ước muốn tương lai Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay Làm sao chúng đường chúng bước Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì Đời người không biết hãy tìm quên đi Từ khi em nỡ cách bước ra đi Lòng tôi đau xót giây phút văng ly Ước mơ còn ước mơ gì